trong quá trình mà mình chạy xe rồi mình để ý những người mới lái thì có một số cái hiện tượng hay gặp phải, hay lớn muốn chia sẻ ở đây với các bạn. Ví dụ như là cầm cái vô lăng chặt quá, cầm vậy nè, không dám buông cái vô lăng ra luôn. Thậm chí là thí dụ như ra qua trạm thu phí thì kìm xong rồi cái xuống kiến, cái lấy được cái tờ giấy thu phí rồi, đúng không? Trả tiền rồi qua phí rồi cứ cầm luôn cái tờ thu phí như này nè. Đâu mà có tờ thu phí nào? Cầm luôn cái tờ thu phí đây. Đó, ví dụ đây, đó, cầm luôn cái tờ phí về bắt đầu lái mãi chờ cho về tới nhà xong mới giờ buông cái vô lăng ra mới bỏ cái tờ thu phí xuống, đúng không? Tại sao chúng ta phải lái cứng như thế? Cái đó gọi là lái cứng á, cầm chặt quá. Tại sao? Đâu có gì đâu, các bạn cứ thả ra đi, nó cứ chạy thẳng cho mà coi, đâu có lật đâu mà sợ mà cầm chặt vậy nha. Và cái tai hại của việc cầm vô lăng chặt như vậy á, thì bạn phải gồng và bạn phải mệt mỏi. Nguyên tắc căn bản nhất hay lớn, nhắc lại cho các bạn nhiều lần trên kênh là ngồi lái là phải thoải mái, thả lỏng người ra. Chỉ có thả lỏng người ra thì bạn cảm nhận được. Bạn thả lỏng cảm nhận cái xe bạn chạy qua cái ổ gà cụp cái là bạn cảm nhận được trên vô lăng liền. Các bạn cán cục đá bạn cảm nhận trên vô lăng liền. Rồi các bạn tấp lời, bạn cấn lời cái là bạn cảm nhận liền, xe bạn vừa chạm là cảm nhận liền, bạn tránh xảy ra cái va chạm không cần thiết. Cho nên là mình khuyên các bạn đừng có cầm vô lăng chặt quá ha. Đừng có gồng lên vậy nè, gồng lên này, cầm vô lăng chặt vậy. Đó là cái thứ nhất. Trường hợp thứ hai thấy với người mới á, là ngồi gần quá, rồi gần như muốn ôm trọn cái vô lăng luôn. Sợ không? Và không biết ở trong trường dạy kiểu gì, nhưng mà khi mà mới lấy bằng ra đa số là ngồi sát vậy, và kêu là phải chỉnh cái ghế cao hơn nữa để nhìn thấy cabo, đúng không? Nhìn thấy cabo mới yên tâm chạy được. Không cần thiết nhìn thấy cabo. Tư thế lái của các bạn đúng, và các bạn tránh trường hợp bị va chạm với cabo ở đầu xe bằng cách là bạn quan sát từ xa, chứ không phải là phải nhìn thấy cabo mới chạy được. Lái yếu rồi có nhìn thấy 10 cabo đụng vẫn đụng như thường. Đó. Quay lại chủ đề là ôm vô lăng, ngồi gần quá, sát quá ha. Có người ngồi sát như vậy, có người ngồi sát hơn nữa. Đó. Kêu là quen rồi. Và ngồi sát như vậy xong rồi các bạn nghĩ trong trường hợp bạn thắng thì sao? Làm sao bạn kìm được cái tay bạn đang cong, thì sao bạn kìm được giống như hồi nãy? Là chắc chắn là bạn sẽ bị đập. Mà bạn càng gần thì bạn càng dễ bị đập, mặc dù trong vô lăng. Cái nữa là mình thấy nhiều người ngồi gần vậy cho yên tâm để nhìn thấy carbon, xong rồi sau đó cầm vô lăng vậy, xong rồi lại hay cầm ở dưới này. Và mình ngồi kế bên mình thấy cái tay. Mình thấy cái tay nó nằm ngoài cái ghế vậy nè. Đó, nó nằm ngoài cái ghế vậy nè, các bạn thấy không? Đó, làm sao các bạn đánh lái được? Trong trường hợp các bạn cần quẹo cua thì rất là bất tiện luôn. Cái lúc quẹo cua rất là bất tiện, cái tay ví dụ em phải thì mình thấy không? Đó, vậy nè, đánh lái vậy. Đánh lái vậy. Đánh lái vậy. Đó. Thì các bạn thấy cái tư thế mà khi các bạn quẹo cua với cái tư thế ngồi mà quá gần như vậy, các bạn thấy lúc mình quẹo 90 độ ngã tư được các thứ, các bạn thấy dễ hay là khó? Cho nên lời khuyên của mình dành cho các bạn là các bạn nên chỉnh cái ghế nó ra vừa phải, thấy không? Đó. Để khi các bạn cầm cái vô lăng các bạn đánh lái, thấy không? Các bạn đánh lái các bạn thấy nó đơn giản, đúng không ạ? Thoải mái và chính xác.